Hôm nay thì lên chia sẻ cho anh em một cái cây bằng lăng trắng nhiều nu nha, nu cục đây nha. Khắp thân luôn nha anh em. Đây này, toàn nu toàn cục này. Cây này thì tương lai 2 3 năm sau thì hàng vip nha anh em. Cây này thì em mới đánh về nha, mới đánh về trồng được 5 6 tháng rồi nha. Và tay cành và nó sống rất là khỏe rồi nha. Cây đã lên chậu nha. Đây lá rồi đây nha, bằng lăng trắng nha, chưa ghép nha anh em. Đó. Cây rất là ok luôn, dáng trực nha, rất là đẹp luôn. Hàng này hàng đẹp, hàng bao đẹp cho anh em nha gốc thì rất là nhiều nu nhiều cục nha anh em đây này đó quay lại cái thân cái gốc cho anh em xem nha đây này hàng nu cục hàng rất là đẹp nha hứa hẹn tầm hai ba năm nữa thì vip nha anh em cây quá đã đời nha anh em nào lấy uh, cây cũng như lấy phôi bằng năng trắng thì ib trực tiếp cho em nha mọi người uh, xem video thì nhớ đăng ký kênh nha nhớ chia sẻ để ủng hộ em để xem video mới nha đó cây rất ok nha hàng đẹp nha toàn uh, Tán nó đây nhanh nha Cây nhìn đây cũng đẹp nha Cây rất ok luôn Anh em nhớ đăng ký kênh để đón xem video mới nha Cảm ơn tất cả mọi người nha